Hey, xin chào mọi người. Bữa nay mình tiếp tục mình sẽ đi săn hàng trong hàng Tam Đẳng nha mọi người. Ôi, bữa nay lên bè ngồi không có đi thuyền nữa. Bữa nay hơi đừ, không có dắt thuyền đi rồi. Chỗ này giờ nó rậm dữ người ta. Ngoài kia có cái bè kìa. Cái bè mà hồi năm ngoái thằng Phát làm á, trong cái đợt chỉ thị 16 các bạn. Làm bè câu á, năm ngoái mùa nước lớn là không có ngồi được, thành ra làm bè ra để câu. Bây giờ mới kéo nó vô rồi ra bè câu ha. Mưa, bữa giờ ngày nào cũng mưa hết rồi, chắc là chính thức là vào mùa mưa luôn rồi. Của cái bè kìa. Ok, nước này hơi đục đục rồi, đánh cá lăng nha mọi người. Kéo vô. Ra tới nơi rồi các bạn ơi. Ồ, ngoài này biết ai rút cái dây bè lại rồi á, nó ngắn quá. Rồi bữa nay thì mình có mồi trái sung rồi mọi người. Trái sung này chiều hôm qua mình đi vòng mình lụm á. Rồi hôm nay thì đặc biệt nó có cái con trùng hổ nữa. Trùng hổ này thì nó cũng cỡ tầm ngang giá của trùng kia thôi. Nhưng mà tại vì nó nặng á, cho nên là 100g của nó chỉ được có mấy con thôi mọi người. 100g trong màn hình đấy. Đây có trùng nhỏ nữa nè. Đó, đủ loại luôn ha. Trùng với trái sung. Thôi chuẩn bị ra cần thôi. Trái sung khi mà mình thả xuống là nó nổi nha mọi người, chứ nó không có chìm sát đáy đâu, nó nổi lên bền đó. Ui, nó sắp rớt rồi, mồi này nó mục quá. Rồi, một cây. Thì bây giờ quánh con trùng hổ nha mọi người. Đây. Lâu lắm rồi không có săn cá lăng kiểu này. Ok.
Rồi cái cần bên trái như có cá các bạn ơi. À, mồi trùng á. Để coi. Có không? Ủa có. Chạy kìa. Để thấy nó giật rồi. Ô cái gì vậy? Cá he các bạn ơi. À đã chưa? Con đầu tiên nhá. Ô nửa tiếng đồng hồ rồi á mới được con. Úi cha. Mấy cần cá bự chẳng thấy đụng không? Chưa thấy đụng không? Cá he chạy thì ác lắm. Con này mà mới câu dưới nước lên nè, mọi người nhìn cái vảy nó nè. Rất là đẹp luôn. Con này là nó chuyên dọn vệ sinh cho những cái bể cá cảnh đó mọi người. Ngoài tiệm cá cảnh thì mình thấy để ý là nó có bán giá cũng cao lắm chứ không có rẻ đâu. Ui dồi dồi dồi. Dọ đi. Lại nha. Giờ ngồi chờ thời thôi. Giờ hai cái gần kia nó giật kìa mới mạnh kìa. Đó đó, cái cần màu vàng đó các bạn ơi. Rồi rồi. Dính chưa không biết. Thử coi. Có. Ui có nè. Trời cá gì vậy? À cá chốt. Đã chưa? Ồ, mình câu cái thẻo lửng rồi nó cũng ăn nữa. Này đâu có câu chạm đáy đâu. Câu thẻo lửng các bạn ơi. Nè. Quá đẹp luôn. Ok. Trước khi giật cá bự thì khởi động bằng mấy con này trước ha. Ừ, nói thế thôi chứ câu cá bự khó lắm các bạn ơi. Không phải bữa nào cũng câu được đâu. Một con nữa nha. Quá chuột. Nước nó đục đục đầu mùa hay câu được cá chốt đó. Nhưng mà phải mấy cái chỗ sâu sâu kìa. Chỗ này thì nó hơi cạn một chút. Tiếp tục. Rồi, như có các bạn ơi. Nó giật nhẹ nhẹ cái cần màu đen xíu xéo à. Đó, đó. Nước chảy mạnh quá. Có các bạn ơi. Ủa không phải dướng cái gì á. Ủa có. Có nè. Nó dướng vô khúc tre rồi. Trời ơi, rồi lại nguyên khúc tre lại luôn rồi. Con cá rảnh nữa mọi người. Đây một cá rảnh nữa nè. Rồi bà con dướng cái cây kìa. Đây cầm màu vàng mọi người. Nhấp nhấp rồi đó. Rồi. Ui cá gì đây? Có nha. Ui bự á. Ui cong nha. Cá rảnh các bạn ơi. Dướng rồi. Trời ơi. Dạ.
Đỡ chưa, cá rảnh nè. Câu lửng mà nó ăn hay ta. Mấy con này nó ăn mò đáy không à. Ok, một con nữa nha mọi người. Bốn con rồi. Để vỏ mút bên này khó lấy quá. Ủa, có hàng các bạn ơi. Em chỉ thấy dây nó chạy qua đây nè. Ui, trời ơi. Thua cá chốt nữa. Thấy dây nó chạy. Ui, con này nó chưa có ăn câu luôn á mọi người. Nó bị móc vô bụng nè. Nó bơi kiểu gì mà nó móc vô bụng nè. Nó đâu có ăn câu đâu. Xui à, mấy con này đen dữ lắm mới dính các bạn. Ok. Ôi, cá bự chưa có đụng địa vô không á. Chưa thấy giật được phát nào hết. Ui có. Ủa gì vậy? Ui trời, chạy kìa. Đó, ôi con rảnh. Ôi con rảnh nó bự nó chạy đã kìa các bạn ơi. Ờ nè. Phê. Rồi bữa nay sáng giờ câu toàn cá rảnh thôi. Rảnh bự nó chạy tưởng cá tra không á chứ. Đây này này. Sáng giờ 3-4 con rồi hè. Cá he nữa. Ok. Ở đây ngâm mồi ngon quá trời, mà ngâm muốn rụt mồi luôn đó, không ăn các bạn ơi. Bây giờ mình vô bờ ha, đổi chỗ ra cái vịnh phía bên kia kìa. Đó mình ngồi trong bờ quăng ra một chút, ngâm chút xíu nữa coi sao ha. Ngoài này nó chê rồi. Ngâm chắc cũng 2 tiếng mấy, 3 tiếng rồi nè. Ok, vô bờ thôi, sạn đồ. Đây, mình vô bờ các bạn ơi. Cá hồi nãy giờ được từng này nè, mấy con thôi. Đâu rồi. Mới nhặt được mấy con ốc nữa nè. Các bạn thấy cá sông mới lên nhìn đẹp không? Vẫy láng ống không có chày cái nào hết trơn. Bây giờ đi ngâm chất sung thêm một lát nữa nha mọi người. Đây có may mắn không? Cái đường cá hè đỏ lè đã không? Hả? À đây. À, vịnh này mình ngâm tầm khoảng nửa tiếng nữa nha mọi người. Chỗ này mà có cá ăn lẹ lắm. Nó vừa quất bay với sung cái nữa các bạn ơi. Cứ không để ý là nó quất bay mà sao không dính ra hai phát rồi. Rồi thôi quá giờ trưa rồi mình về nha mọi người. Đen quá, hôm nay là cá nó gịch hai lần cần chết sung á mọi người. Mà không có dính được con nào hết. Ôi trời. Đây được quá. Đây cho mọi người xem lại nha, bữa nay được mấy con này thôi. Ok. Đó. 4-5 con rảnh với cá hè với cá chốt.
đất quất à. Rồi thôi mình sẵn về nha mọi người, bữa sau mình lấy thuyền ra giữa bãi mình câu tiếp, trong này câu không ngon bằng ngoài kia rồi. Xin chào tạm biệt mọi người nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi video mình rất nhiều, bye bye nha, trời sắp mưa rồi nè.